Rồi bây giờ đoàn đi shopping ở chợ Lào Cai để gì? Chiều thứ bảy ngày 24 tháng 6. À, bên tay trái đó là cầu Cốc Liếu. Bên kia là Hà Khẩu biên giới với Trung Quốc cái gì? Rồi, mở gì vô xem chợ Lào Cai có gì đặc biệt không nha. Ống thuốc lào, ống điếu, ống cày. Đây taxi Lào Cai, taxi Sapa. Tiệm Wow, đi bán quá chừng đồ luôn. Đây là chợ Cốc Liếu mới đây. Đa số đồ Trung Quốc cái gì. Wow. Ok, thank you, see you quý vị nha.